Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong ngày hôm nay. Nghèo chết trắng Vịnh Mân Quang, thành phố Đà Nẵng, người dân thiệt hại hàng tỷ đồng. Phản ánh của khán giả Phùng Quang Hưng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng với số điện thoại 098 với 3 số cuối là 650. Những bếp ăn di động trên vỉa hè Hà Nội, phản ánh của khán giả Nguyễn Thúy Quỳnh, trú tại phố Bà Triệu, Hà Nội. Mô hình trồng rau an toàn đang được nhân rộng tại Đắk Nông, chia sẻ của khán giả Hoàng Ninh từ số điện thoại 0915 với 3 số cuối là 153. Tổ chức văn nghệ chào đón Giáng sinh gây tắc đường ở Hà Nội, phản ánh của khán giả Trần Việt Cường, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội. Cô gái trẻ ăn trộm đồ tại một trung tâm thương mại lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh của khán giả Nguyễn Trần Hưng ở thành phố Hồ Chí Minh. Phiên chợ vùng cao giữa lòng thành phố, chia sẻ của khán giả chị Kim Thi, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân với số điện thoại 0124 với 3 số cuối là 669. Phục chế đèn kéo quân khổng lồ chào đón Giáng sinh, chia sẻ của khán giả Nguyễn Thành Nhân ở phố Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, những ngày qua, hơn 100 hộ nuôi nghêu tại Vịnh Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng hoang mang, lo lắng vì nghêu chết hàng loạt. Đây là vụ mất mùa kỷ lục mà người nuôi nghêu ở Đà Nẵng gặp phải trong nhiều năm qua, tổng thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng. Đây chính là nội dung phản ánh của khán giả Phùng Quang Hưng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng với số điện thoại 098 với 3 số cuối là 650. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hơn một tuần qua tại khu vực Vịnh Mân Quang, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra tình trạng nghêu nuôi của bà con ngư dân chết hàng loạt, gây thiệt hại hàng tỷ đồng nhưng vẫn chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về nguyên nhân của tình trạng này. Tại đây hiện có khoảng 100 hộ nuôi nghêu với tổng diện tích mặt nước là 10 ha. Các hộ dân này thuộc các phường Thọ Quang, Mân Thái, Nại Hiên Đông, Thuận Phước của quận Sơn Trà. Hiện tại toàn bộ số nghêu gần cho thu hoạch khoảng 5 tháng tuổi đã chết đồng loạt và bà con ngư dân ở đây đang phải vớt vỏ nghêu để làm sạch đầm nuôi. Được biết, Vịnh Mân Quang là khu vực nằm trong vùng quy hoạch của thành phố trong quá trình đợi dự án triển khai hàng chục năm nay. Các hộ ngư dân ở đây đã tận dụng diện tích mặt nước để nuôi nghêu. Chính vì vậy, khi phát hiện ra tình trạng nghêu chết, ban đầu bà con không chủ động báo với chính quyền địa phương. Đến khi nghêu chết trên diện rộng, chính quyền địa phương mới biết. Phản ánh của khán giả Phùng Quang Hưng thì từ trước đến nay tại Vịnh Mân Quang, mọi việc liên quan đến chăn nuôi nghêu vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đến sáng ngày 20 tháng 12, người dân nơi đây phát hiện thấy cảnh nghêu chết trắng cả bãi dài hàng trăm mét che lấp đuôi mặt cát ven bờ. Đã nhiều năm nuôi nghêu, nhưng chưa bao giờ ở khu vực này lại có hiện tượng nghêu chết đồng loạt như thế này. Hàng năm, nghêu thường hay bị dịch bệnh vào tầm tháng 2 và tháng 3. Chính vì vậy mà bà con ở đây đã tránh thời gian này và bắt đầu thả nuôi từ tháng 4 và một năm, bà con ở đây chỉ nuôi được một vụ nghêu. Cũng theo khán giả Quang Hưng thì cách đây 3 tháng, trung bình mỗi hộ đầu tư khoảng 200 triệu đồng để mua giống thả xuống đầm. Đến thời điểm này, các hộ ở đây đã thu hoạch dần dần bán cho thương lái với giá 30.000 đồng 1 kg, còn chủ yếu chuẩn bị tập trung cho Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán. Nhưng chỉ sau một đêm, tất cả 100 hộ nuôi nghêu ở đây đã trắng tay hoàn toàn. Trong số những hộ nuôi nghêu, có lẽ gia đình bà Trần Thị Hoa là khốn khổ nhất. Họ đã bỏ gần 800 triệu đồng mua 20 tấn giống thả nuôi, nhưng giờ nghêu chết từ 90 đến 95%. Anh Quang Hưng cũng cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghêu chết hàng loạt rất có thể là do nguồn nước ở đây bị ô nhiễm, do nước thải từ khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang thải ra. Bởi những ngày gần đây, nước ở vịnh thường có màu xanh, đỏ, bốc mùi hôi thối và người dân không thể lội xuống nước vì rất ngứa. Sau khi nhận được tin báo của bà con, Phòng Tài nguyên và Môi trường của quận Sơn Trà đã xuống để lấy các mẫu xét nghiệm, qua đó nhằm tìm hiểu chính xác nguyên nhân của hiện tượng này. Quận Sơn Trà cũng sẽ tiến hành họp trong thời gian sớm nhất để đánh giá tình hình thiệt hại và tìm ra các biện pháp giải quyết.
quý vị, tại Hà Nội, nhất là khu vực phố cổ, diện tích đất ở của người dân đang dần bị thu hẹp. Vì vậy, trên nhiều tuyến phố, hình ảnh người dân Hà Nội tràn ra phố nhóm lò nấu ăn không còn xa lạ. Sau đây là một số hình ảnh về những bếp ăn di động này. Hình ảnh do khán giả Nguyễn Thúy Quỳnh, trú tại phố Bà Triệu, Hà Nội cung cấp cho chương trình. Đây là những hình ảnh có thể dễ dàng bắt gặp tại nhiều tuyến phố của Hà Nội. Chỉ cần một tấm tôn hoặc một miếng bìa quây cho kín gió, kèm theo đó là chiếc bếp than tổ ong, nhiều người đã có một khu vực đun nấu phục vụ cho bữa ăn. Dù không lý tưởng nhưng giải quyết được vấn đề bếp núc tại những hộ gia đình có diện tích chật hẹp. Vậy là gốc cây, cột đèn, bốt điện thoại trở thành những căn bếp di động. Cá biệt có những tuyến phố, các hàng quán cũng biến vỉa hè thành khu đun nấu hay chế biến thức ăn. Thậm chí hàng bún chả này còn có cả hệ thống hút khói ngay dưới chân cột điện. Những hành vi này đang làm cho Hà Nội mất đi nét thanh lịch và trở nên nhếch nhác. Khán giả Nguyễn Thúy Quỳnh cho biết, tình trạng vỉa hè biến thành bếp ăn tập trung nhiều nhất trên các tuyến phố của quận Hoàn Kiếm. Từ than tổ ong, bếp lò, nồi niêu, bát đĩa đều được bày khắp các con phố trung tâm. Những cột điện, gốc cây hay vỉa hè trở thành chỗ lý tưởng cho không ít gia đình tận dụng làm nơi nấu nướng. Thậm chí người ta còn sơ chế cả thức ăn ngay trên vỉa hè. Những mặt phố đẹp bỗng chốc được quyện đủ thứ mùi xào nấu, kèm theo đó là khói bay mù mịt. Trong thư gửi về cho chương trình, khán giả Nguyễn Thúy Quỳnh chia sẻ. Có đủ lý do để chiếm vỉa hè, biến gốc cây, cột điện thành bếp nấu ăn như nhà chật tràn ra phố. Kinh doanh chiếm vỉa hè bán hàng giá rẻ. Ai cũng có lý do hợp lý, chỉ có phố phường trở nên lộn xộn và nhem nhuốc. Một số tuyến phố khác không thuộc quận Hoàn Kiếm, tình trạng biến vỉa hè thành bếp ăn cũng xảy ra phổ biến. Ví dụ như quán lẩu vịt lớn nhất nhì tại phố Kim Mã. Từ sáng sớm, các nhân viên đã mang bát đũa ra rửa ngay tại vỉa hè. Những nồi măng lớn, một thứ không thể thiếu cho món vịt xám măng đầy hấp dẫn của quán, cũng được ngả ra vỉa hè để rửa. Từ rau sống, dưa chuột, tất cả đều bày ra một cách mất vệ sinh và mất mỹ quan đô thị. Nếu được nhìn qua cách sơ chế của những nguyên liệu cho món lẩu vịt như thế này, chắc chắn không ít thượng đế sẽ phải từ bỏ món ăn sở thích của mình. Khán giả Nguyễn Thúy Quỳnh cho rằng, việc xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán không còn là chuyện mới ở Hà Nội. Thành phố cũng đã có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng giải tỏa ngay các điểm bán hàng hóa, đặc biệt là các hành vi bày bán, rửa rau, làm thịt gia cầm, gia súc, nấu nướng trên vỉa hè lòng đường. Chị Quỳnh hy vọng trong thời gian tới, quy định này sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc để trả lại nét thanh lịch vốn có của thủ đô. Ra đời vào những năm 2004-2005, tiêu chuẩn rau an toàn Việt Nam hay còn gọi là VietGAP đang dần được nhân rộng tại nhiều vùng trên cả nước. Vào đầu năm 2010, Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện đề án sản xuất tiêu thụ rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP cho các hộ nông dân trồng rau sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học theo tiêu chuẩn quy định thuộc thôn 4, xã Tâm Thắng, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Sau 3 năm thực hiện, mô hình này đã đem lại hiệu quả khá tốt và làm định hướng để có thể nhân rộng ra các xã, huyện khác tại địa phương. Đây là nội dung chia sẻ của khán giả Hoàng Ninh từ số điện thoại 0915 với 3 số cuối là 153. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hình ảnh này được ghi lại tại cánh đồng rau của thôn 4, xã Tâm Thắng, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Các ruộng rau nhờ được chăm chút tỉ mỉ nên đều rất xanh tốt. Nhiều nông dân sau khi đi theo mô hình này đã chia sẻ rằng việc trồng rau an toàn không khó, chủ yếu là sử dụng phân vi sinh hoặc phân chuồng đã hoai mục để bón cho rau và cũng không tốn nhiều chi phí so với việc sử dụng phân bón hóa học. Mặt khác, việc sản xuất rau xanh theo tiêu chuẩn VietGAP còn góp phần tái tạo đất nhanh và tăng khả năng hấp thụ của cây trồng đối với các chất dinh dưỡng, tạo môi trường cho vi sinh vật hữu ích có trong đất hoạt động, tạo hệ sinh thái bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu rau sạch, rau an toàn trên địa bàn.
Khán giả Hoàng Ninh cho biết, sau khi đưa mô hình này về địa phương, các ngành chức năng của huyện Cư Rút đã phối hợp với các sở ban ngành tiến hành tập huấn kỹ thuật trồng rau xanh theo hướng an toàn, hướng dẫn vận động người dân tham gia để nhân rộng mô hình này cho bà con ở trong địa phương. Chỉ sau hơn 2 năm thành lập và hoạt động, đến nay tổ hợp tác rau an toàn thôn 4 xã Tâm Thắng đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau quả an toàn. Để có được thành quả, phải kể tới sự nỗ lực của các thành viên trong tổ hợp tác. Họ đã nghiêm túc thực hiện quy trình sản xuất và đặc biệt là thực hiện nghiêm ngặt khâu kiểm nghiệm mẫu đất, nước, rau và quy trình sản xuất của tổ. Bước đầu mở ra một hướng sản xuất rau xanh chất lượng cao, hạn chế được lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật có trong rau, củ quả, góp phần bảo vệ sức khỏe không chỉ cho người tiêu dùng mà còn cho cả người sản xuất. Ngoài ra, trồng rau theo mô hình Việt Gáp còn đem lại hiệu quả kinh tế khá là hiệu quả. Qua 3 năm thực hiện, mô hình sản xuất rau an toàn đã mang lại hiệu quả thiết thực cho các hộ nông dân ở thôn 4 với doanh thu trên 80 triệu đồng một hecta một năm. Khán giả Hồng Ninh còn cho biết thêm, 3 năm qua hầu hết các mặt hàng rau, củ quả được bà con trong thôn 4 nói riêng và toàn xã Tâm Thắng đều được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất. Được biết hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng 250 ha đất chuyên canh rau xanh. Hàng ngày số lượng rau xanh tiêu thụ trên thị trường là rất lớn. Nếu tất cả các diện tích rau xanh trên địa bàn huyện được trồng theo hướng sạch và an toàn, thì đây là một hướng đi mới giúp người nông dân nâng cao nguồn thu nhập. Thưa quý vị và các bạn, càng gần Giáng sinh, những hoạt động văn hóa, văn nghệ công cộng càng thêm phần náo nhiệt. Tuy nhiên, nếu như khâu tổ chức và địa điểm lựa chọn không phù hợp thì không những gây phiền toái cho người đi đường mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Sau đây là một vài hình ảnh về một buổi liên hoan ca nhạc như vậy tại Hà Nội. Hình ảnh do khán giả Trần Việt Cường, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội cung cấp cho chương trình. Đây là màn biểu diễn múa bụng tại đêm ca nhạc chào đón Giáng sinh được tổ chức trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chính màn biểu diễn sôi động này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người đi đường và gây ra cảnh ùn tắc giao thông tại đây. Khi màn múa kết thúc, cũng là lúc hàng nghìn chiếc xe bị dồn ứ lại, tiếng còi xe inh ỏi gây bức xúc cho không ít người đi đường. Phản ánh cùng chương trình, khán giả Trần Việt Cường cho biết, buổi biểu diễn văn nghệ này được diễn ra vào ngày 22 tháng 12 vừa qua, ngay trên vỉa hè của đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo phỏng đoán của anh Cường, thì buổi biểu diễn cá nhân này do một đơn vị tư nhân tổ chức. Địa điểm tổ chức sát đường đi nên thu hút được rất nhiều sự chú ý của người dân. Đặc biệt nhằm quảng bá thương hiệu của mình, nên đơn vị này đã mở nhạc rất to. Dù trời Hà Nội hôm đó rất lạnh và nhiệt độ xuống khá thấp, nhưng các vũ công trong trang phục kiệm vải biểu diễn rất nhiệt tình. Tiếng nhạc chát chúa cùng ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ đập vào mắt, vào tai người đi đường, nên nhiều người đã tò mò dừng lại để theo dõi. Vì vậy mà đường Hồ Tùng Mậu xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Gửi phản ánh tới chương trình, khán giả Trần Việt Cường mong muốn việc tổ chức biểu diễn văn nghệ nên có những quy định cụ thể về địa điểm, tránh để xảy ra tình trạng như trong đoạn clip nêu trên, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Thưa quý vị, lại thêm một vụ trộm nữ được camera an ninh ghi lại. Nhưng điều đáng nói là thủ phạm của vụ trộm này lại là một cô gái trẻ, ăn mặc khá sành điệu. Vụ trộm xảy ra tại một cửa hàng chuyên bán đồ hiệu tại trung tâm thương mại ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Clip do khán giả Nguyễn Trấn Hưng ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi về cho chương trình.
Clip này do camera của một cửa hàng thời trang ở trung tâm thương mại ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh ghi lại vào tối ngày 15 tháng 12. Một cô gái trẻ mặc áo đỏ nhìn sành điệu đi vào một cửa hàng thời trang chuyên bán đồ hiệu. Sau khi lòng vòng quanh cửa hàng, cô gái này giả vờ chọn đồ rất tự nhiên. Tuy vậy, khi nhân viên cửa hàng vừa sơ hở quay đi, thì nữ khách hàng này đã nhanh chóng nhét ngay các món đồ vào túi và nhanh chóng tẩu thoát. Hệ thống camera an ninh của tòa nhà đã ghi lại hết toàn bộ sự việc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ mới nhất mà khán giả cả nước đã gửi về cho chúng tôi qua đường dây nóng 0904881414 và địa chỉ email gocnhinkhansa@vtc.vn. Khán giả Nông Văn Cương, trú tại Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên cho biết, vào sáng ngày 23 tháng 12, tại cột điện số 63 của xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm, đã xảy ra một vụ cháy nổ công tơ và dây điện. Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh và bốc cao, khiến người dân hoảng hốt không dám lại gần. Rất may một thợ điện của công ty Than Khánh Hòa đi ngang qua đã trèo lên ngất cầu giao tổng, người dân mới dám lại gần dập lửa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Được biết hệ thống điện này thuộc quản lý của chi nhánh điện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Khán giả Lại Thị Tuyết có địa chỉ email tuyết.tbvc@gmail.com cho biết, vào cuối tuần qua, khi đang lưu thông trên đường 223 Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, chị đã tình cờ bắt gặp cảnh một chiếc xe máy bị bốc cháy ở phần đầu xe. Người điều khiển chiếc xe này là một phụ nữ, và do quá hoảng sợ, chị đã đỗ xe sát lề đường và chi hô nhờ người đi đường ứng cứu. Dù đã được khống chế, không để ngọn lửa bùng lên, tuy nhiên phía đầu xe khói vẫn bốc lên nghi ngút, khiến chủ phương tiện không dám tiếp tục lưu thông. Khán giả Trần Văn Tuấn, trú tại Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, vào cuối tuần qua, ngư dân ở xã Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình đã phát hiện hai con cá voi mà ngư dân vẫn gọi là ông ngài trôi dạt vào bờ biển. Trong đó, một con đã chết và một con đang được ngư dân chăm sóc. Con đầu tiên được phát hiện vào khoảng 20 giờ ngày 22 tháng 12. Các ngư dân đã tìm cách giải cứu và đưa cá ra xa bờ để bơi đi, nhưng sau khoảng 15 lần giải cứu, cá đều bơi ngược trở lại vào bờ nên mọi người đã đưa cá lên bờ chăm sóc. Đến 13 giờ ngày 23 tháng 12, thêm một con cá voi khác dài khoảng 1,5 mét, nặng khoảng 25 kg, trôi dạt vào bãi biển ở xã Đức Trạch trong tình trạng đã chết và nằm cách con cá thứ nhất khoảng 50 mét. Theo ngư dân địa phương, từ lâu cá voi được cho là rất linh thiêng nơi biển cả. Từ trước đến nay, hiếm có trường hợp tương tự như lần này. Vì vậy mà người dân Đức Trạch đã làm lễ mai táng cho con cá đã chết theo tập quán của người đi biển. Tại xã Đức Trạch có một ngôi đền thờ cá ông, cá bà đã được lập cách đây hàng trăm năm với khoảng 300 ngôi mộ. Hiện tại, ngư dân đã đưa con cá còn sống vào hồ nuôi nhân tạo tư nhân để chăm sóc. Tuy sự việc diễn ra đã 2 ngày, nhưng chưa thấy đơn vị cơ quan chức năng liên quan đến tìm hiểu sự việc hay có động thái nào giúp ngư dân nơi đây chăm sóc con cá voi còn sống. Thưa quý vị, những ngày này tại các thành phố lớn trên cả nước đang ngập tràn không khí Giáng sinh và chào đón năm mới. Ở Hà Nội, ngoài những tụ điểm giải trí, các trung tâm thương mại, nhà thờ, người Hà Nội còn có một lựa chọn riêng cho ngày đặc biệt này. Đó chính là tham gia một phiên chợ vùng cao ngay giữa lòng thủ đô. Một phiên chợ vùng cao được tái hiện tại trong sân vườn khách sạn Metropole Hà Nội với sự tham gia của những phụ nữ dân tộc Dao đỏ. Sau đây mời quý vị cùng khám phá phiên chợ độc đáo này qua clip của khán giả Trịnh Kim Thi, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân với số điện thoại 0124 với 3 số cuối là 669 đã gửi về và chia sẻ cùng góc nhìn khán giả.
Đây là những sản phẩm độc đáo của người dân tộc Dao Đỏ được bày bán trong phiên chợ vùng cao được tổ chức tại sân vườn khách sạn Metropole Hà Nội. Hàng chục mặt hàng thổ cẩm như túi vải, quần áo, mũ, lắc tay đã có dịp được giới thiệu tới người dân trong và ngoài nước. Phiên chợ đặc biệt này do chương trình đào tạo du lịch cộng đồng, nguồn quỹ từ Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương và Trường Đại học Capilano Canada phối hợp thực hiện. Phiên chợ được tổ chức với mục tiêu xây dựng và đẩy mạnh khả năng của các đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là những cá thể kinh doanh nhỏ lẻ cùng với chính quyền địa phương và cộng đồng nói chung. Phiên chợ được tổ chức từ ngày 23 tháng 12 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2013 tới, giờ mở cửa từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Chia sẻ với chương trình, khán giả Trịnh Kim Thi cho biết, khi tham gia phiên chợ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc này, chị cũng như những khách tham quan không những được tận mắt ngắm những sản phẩm đặc trưng của dân tộc Dao Đỏ ở Sapa, Lào Cai, mà còn được khám phá đời sống của đồng bào các dân tộc miền núi Việt Nam. Đến với phiên chợ này, nhiều khách tham quan đã mua được những món quà Giáng sinh được làm thủ công rất ý nghĩa. Khán giả Trịnh Kim Thi hy vọng những phiên chợ đặc biệt như thế này sẽ được nhân rộng tại nhiều địa phương trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, khán giả Nguyễn Thành Nhân ở phố Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: những ngày qua, hàng nghìn người đã đổ về nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa mừng Giáng sinh và ngắm chiếc đèn kéo quân khổng lồ mới được phục dựng. Đây được cho là chiếc đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam hiện nay. Đây là chiếc đèn kéo quân khổng lồ được một nhóm thợ phục dựng thành công để chào đón Giáng sinh 2013 và 80 năm thành lập giáo phận Thanh Hóa. Chiếc đèn này rộng 10,5 m, cao hơn 13 m, cao tương đương một ngôi nhà 4 tầng. Chiếc đèn kéo quân này được cho là lớn nhất Việt Nam hiện nay. So với chiếc đèn kéo quân cao 10,5 m, đường kính đáy 9,6 m từng được ghi nhận là kỷ lục Việt Nam vào ngày 22 tháng 9 năm 2010 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin thành phố Thanh Hóa. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Thành Nhân, chiếc đèn kéo quân cao 10,5 m, đường kính đáy là 9,6 m, từng được ghi nhận là kỷ lục Việt Nam năm 2010 được dựng giữa lòng hồ ngay trước nhà thờ chính tòa. Sau một thời gian, chiếc đèn đã bị hư hỏng một số bộ phận. Để chào đón 80 năm thành lập giáo phận Thanh Hóa và Giáng sinh 2012, ban tổ chức đã quyết định cho phục dựng lại chiếc đèn này. Chiếc đèn kéo quân phục dựng có chiều cao hơn 13 m, đường kính 10,5 m, được làm từ khung thép, vải bạt theo phong cách đèn kéo quân truyền thống. Chiếc đèn phục dựng được giữ nguyên thiết kế ban đầu và vẫn được đặt ở vị trí cũ. Phần hoa văn họa tiết quanh thân đèn như hình ông già Noel cùng nhiều hình ảnh thể hiện lịch sử phát triển của giáo phận Thanh Hóa suốt 80 năm qua được làm mới. Khán giả Thành Nhân cũng cho biết, nhóm thợ hơn 10 người đã phải làm việc liên tục trong nhiều ngày mới kịp hoàn thành trước ngày Giáng sinh 2012. Với kích thước mới phục dựng lại này, chiếc đèn kéo quân được xem là chiếc đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam hiện nay. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ, phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong ngày hôm nay. Những ngày qua, hơn 100 hộ nuôi nghêu tại Vịnh Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng hoang mang lo lắng vì nghêu chết hàng loạt. Đây là vụ mất mùa kỷ lục mà người nuôi nghêu ở Đà Nẵng gặp phải trong nhiều năm qua, tổng thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghêu chết hàng loạt rất có thể là do nguồn nước ở đây bị ô nhiễm, do nước thải từ khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang thải ra. Bởi những ngày gần đây, nước ở vịnh thường có màu xanh, đỏ, bốc mùi hôi thối và người dân không thể lội xuống nước vì rất ngứa. Phản ánh của khán giả Phùng Quang Hưng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại 098 3 số cuối là 650. Tại Hà Nội, nhất là khu vực phố cổ, diện tích đất ở của người dân đang dần bị thu hẹp. Vì vậy, trên nhiều tuyến phố, người dân không còn xa lạ với hình ảnh người dân Hà Nội tràn ra phố nhóm lò nấu ăn. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thúy Quỳnh, trú tại phố Bà Triệu, Hà Nội.
Đầu năm 2010, Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện đề án sản xuất tiêu thụ rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho các hộ nông dân trồng rau sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học theo tiêu chuẩn quy định thuộc thôn 4 xã Tâm Thắng, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Sau 3 năm thực hiện, mô hình này đã đem lại hiệu quả khá tốt và làm định hướng để có thể nhân rộng ra các xã, huyện khác tại địa phương, chia sẻ của khán giả Hoàng Ninh từ số điện thoại 0915 3 số cuối là 153. Càng sát Giáng sinh, những hoạt động văn hóa, văn nghệ công cộng càng thêm phần náo nhiệt. Tuy nhiên, nếu như khâu tổ chức và địa điểm lựa chọn không phù hợp thì không những gây phiền toái cho người đi đường mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, phản ánh của khán giả Trần Việt Cường trú tại Cầu Giấy, Hà Nội. Tối ngày 15 tháng 12 vừa qua, một vụ trộm đã xảy ra tại một trung tâm thương mại lớn ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Thủ phạm là một cô gái trẻ ăn mặc rất sành điệu. Cô gái này khoác vai một túi xách lớn vào cửa hàng chọn đồ. Lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng, cô ta đã nhanh tay trộm 3 món đồ và tẩu thoát. Phản ánh của khán giả Nguyễn Trấn Hưng ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ 23 tháng 12 đến mùng 2 tháng 1 năm 2013, tại khách sạn Metropole Hà Nội sẽ tổ chức phiên chợ đêm Sapa với sự tham gia của những phụ nữ dân tộc Dao Đỏ đến từ hai bản Tà Phìn và Lao Chải, Sapa, Lào Cai. Phiên chợ được tổ chức với mục tiêu xây dựng và đẩy mạnh khả năng của các đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là những cá thể kinh doanh nhỏ lẻ cùng với chính quyền địa phương và cộng đồng nói chung. Chia sẻ của khán giả Trịnh Kim Thi, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, số điện thoại 0124 3 số cuối là 669. Những ngày qua, hàng nghìn người đã đổ về nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, mừng Giáng sinh và ngắm chiếc đèn kéo quân khổng lồ mới được phục dựng. Đèn có chiều cao hơn 13 mét, đường kính 10,5 mét, được làm từ khung thép vải bạt theo phong cách đèn kéo quân truyền thống. Chiếc đèn kéo quân này được cho là lớn nhất Việt Nam hiện nay so với chiếc đèn kéo quân cao 10,5 mét, đường kính đáy 9,6 mét, từng được ghi nhận là kỷ lục Việt Nam vào ngày 22 tháng 9 năm 2010 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin thành phố Thanh Hóa. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Thành Nhân ở phố Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ. Chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hay email đến địa chỉ gocnhinkhansa@vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi ảnh clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.